Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 11 tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai. Trải qua những màn so tài kịch tính và hấp dẫn, hai đội bóng xuất sắc ghi tên mình vào trận chung kết của giải đấu năm nay là VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang. Cả hai đội đều sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình. Phía bên VTV Bình Điền Long An, sự trở lại của phụ công kỳ cựu Ngọc Hoa kết hợp sức trẻ của những gương mặt như Trà My, Khánh Vi đã giúp lối chơi của đội bóng miền Tây trở nên sắc nét và rất hiệu quả. Phía bên kia, những Tú Linh, Bích Thủy hay ngoại binh Chắc Chumba là những nhân tố quan trọng đưa đội Hóa chất Đức Giang đi đến trận đấu cuối cùng. Tương quan lực lượng và đội hình hai đội được đánh giá là cân tài, cân sức. Người hâm mộ đã có những nhận định riêng về kết quả và hy vọng hai đội bóng sẽ mang đến một trận cầu kịch tính và hấp dẫn. Với cái trận này thì tôi hy vọng là hai đội sẽ phải đánh 5 set và phải cống hiến, có rất nhiều pha là cống hiến rất là hay và giằng co từng điểm. Nhưng còn đương nhiên là đến giờ phút này thì cũng không dám nói là đội nào mạnh hơn, bởi vì là hai đội thấy tương quan lực lượng là thấy cũng ngang ngang đấy. Tôi rất là thích cầu thủ Tú Linh vì Tú Linh chơi rất là hay. Tôi chỉ cầu mong cho Tú Linh là trận đấu này sẽ đạt được nhiều điểm số và sẽ trở thành một nhà vô địch, đó là nhà vô địch Đức Giang. Tôi thấy hiện nay thì cái đội Hóa chất Đức Giang là phong độ rất đều, đang lên bởi vì do nhiều cái yếu tố. Một là cái nguồn động viên của nhân dân, các động viên của Lào Cai. Thứ hai là phong độ của cầu thủ đã tiếp diễn từng ngày từng ngày. Thấy là khả năng thì Hóa chất Đức Giang sẽ thắng với tỷ số là 3-2. Chắc chắn là đội Hóa chất Đức Giang sẽ thắng với tỷ số là 3-2 chứ cũng không phải thắng là 3-1 nữa, bởi vì hai đội rất là ngang sức ngang tài. Thì mong rằng là Hóa chất Đức Giang là năm nay lên ngôi vô địch của giải năm nay, mà tôi là dân Lào Cai, tôi cổ vũ cho đội Hóa chất Đức Giang.